Trận đấu cuối cùng trước vòng bán kết VBA sắp diễn ra. Sài Gòn Heat và Đà Nẵng Dragons, hai đội bóng vô cùng dũng mãnh. Ai sẽ lọt vào vòng bán kết? Đón xem trận đấu vào lúc 18 giờ ngày 23 tháng 10 tại nhà thi đấu trường quốc tế Canada CIS. Hoặc theo dõi trực tiếp trận đấu trên vba.vn/livestream. Mua vé ngay tại hotline và ticketbox.vn. Cùng cháy hết mình với Sài Gòn Heat.